Mẹ đã dặn đi học, con đừng mang nhiều đồ chơi rồi mà. Nhưng con thích mà. Mẹ đã bảo là không mà. Thôi đi học về rồi con chơi nhé. Giờ ra chơi thì con nhớ uống sữa Nuvi nhé. Cảm ơn mẹ. Yeah! Là một kế toán, tôi rất kỳ tính trong việc lựa chọn các sản phẩm cho con. Cu cậu thì đang tuổi ăn, tuổi học. Nó mê nhiều hoạt động như là võ thuật, bóng đá. Nên tôi rất quan tâm đến dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Hai mẹ con thì cũng đã tìm hiểu và thử rất là nhiều loại sữa trước đây rồi. Cuối cùng, tôi và cu cậu đã tin và chọn Nuvi sữa tươi trái cây của Nutifood. Vì sản phẩm sử dụng sữa tươi bổ sung vitamin cần thiết cho sự phát triển của con. Con tôi thì rất thích uống sữa tươi trái cây Nuvi từ ngày đầu tiên mà tôi mua về cho nó. Cu cậu thì mê sữa nho này, sữa cam lắm. Gần đây nhất thì cu cậu còn đòi mua thêm vị dâu mới của Nuvi nữa. Sữa tươi trái cây Nuvi, thành phần sữa tươi một nguồn duy nhất từ trang trại Nutimilk Gia Lai, kết hợp cùng nước ép trái cây tự nhiên, bổ sung công thức Nuvi Power, phát triển cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, hỗ trợ phát triển chiều cao, tăng cường trí nhớ. Mẹ chọn lắng nghe và quan sát con mỗi ngày để chọn lọc cho con những điều tốt nhất. Tôi an tâm chọn Nuvi cho con sử dụng mỗi ngày. Hãy cho con bạn cùng thử nhé. Nuvi, tự hào chinh phục tình yêu của mẹ và bé trên khắp Việt Nam.